vâng xin chào bác nhá chào anh em, chào mừng các bác quay trở lại kênh Quyết Audio à, ngày, à Tiếp tục về mẫu mic Suo X31, rất nhiều anh em hỏi Mấy hôm nay đang hết hàng các bác Đây tiếp tục về hàng phục vụ bác anh em đây Giá thì đã khuyến mãi sập sàn cho anh em rồi à, Mẫu mic Suo X31 này à, không phải bây giờ em mới giới thiệu Rất nhiều video mà em quay cả mở cái mạch bên trong với vỉ tím, bốn hộp sóng lớn này hai tụ lớn, À, cả những cái chức năng tự ngắt ra tốc em đều test cho bác anh em qua video trước đó luôn rồi và nếu mà anh em một cần thì có thể nhắn trực tiếp qua bên em bên em sẽ hướng dẫn cụ thể lại cho anh em luôn nhé à, về mẫu mic x 31 này thì anh em có thể làm sự kiện vừa và nhỏ đều được bốn dâu sóng khá là khỏe và tiếng thì có thể phục vụ cho rất nhiều anh em nát với những anh em có thể giọng hơi yếu một chút thì sử dụng đều rất là thích bắt mic khá là tốt hình thức thì đẹp đó, hình thức rất đẹp đúng không ạ, hai tay này là hai tay rồi nếu anh em sử dụng gia đình anh em thích anh em có thể tháo riêng ra được, Đấy, các bác có thể tháo riêng hai cái tay ra, còn nếu anh em sự kiện thì anh em bắt trực tiếp vào tủ sự kiện luôn, rất tiện lợi đúng không ạ, mẫu mixua ux hai ba plus hàng chuẩn loại một này thì em sẽ quay lại một lần nữa cho anh em cái cách phân biệt nó rất đơn giản, em chia sẻ lại cho anh em một lần nữa về cái chân ở phía sau này, đây là so sánh riêng và hướng dẫn cho anh em riêng về cái con ux ba mốt có rất nhiều các sản phẩm thì mỗi con một cách phân biệt khác nhau chứ không phải con nào cứ nhìn vào cái chân tím như con 31 này. Đấy. cái gen tím đây. Gen nhựa tím này bắt ốc này. Đấy, màu tím này là hàng chuẩn loại 1 của Subaru UX31. chia sẻ cho anh em luôn. Và hai cái nút ở bên này thì không phải là hai nút tăng giảm âm lượng đâu ạ. Hai cái nút này thì nó là hai cái nút để cho anh em chỉnh độ nhạy của riêng biệt uh, hai cổng ba lăng luôn nhé. Đấy. Hai uh, về mic khác nhau. Đấy đầy đủ phụ kiện cho anh em hết rồi từ những chống năn hay là dây uh, 6 ly kia. còn anh em về thích sử dụng anh em lấy uh, cái để đấu riêng ra thì anh thêm dây ca lông các bác đấu với mixer thì với hay là những dòng vang số có thể chỉnh riêng biệt hai mic thì các anh nên dùng chứ còn nếu anh em sử dụng vang cơ này số thì rất ít dòng nó chỉnh riêng biệt được hai mic nên các bác anh em không cần quan trọng về vấn đề là đấu dây 6 ly hay là đấu dây ca lông đâu cứ các bác có tiện dây nào các bác đấu dây đấy đều được dây 6 ly thì nó đã uh, gần như tặng kèm luôn cho anh em luôn rồi còn những cái cài đặt ở đây thì rất nhiều chế độ cài đặt các bác có thể thay đổi hoặc là khóa đầu thu này đều được nhé Còn cái nút set, anh em có bấm vào anh em sẽ thấy hiển thị lần lượt từng cái luôn Đấy. xe này lốc này Đấy. rất tiện lợi cho bác anh em luôn âm lượng chỉnh riêng biệt đây rồi âm lượng chỉnh riêng biệt hai núm riêng biệt luôn khi mà các bác bật đèn vào thì ở đèn là hai bên này nó sẽ sáng còn tắt đi Đấy. để tắt này nhớ là tắt mở thì anh em bấm giữ giúp em nha anh em bấm giữ giúp em và đấy là cả, gần như một video thông báo tiếp tục về mẫu mic UX 31 phục vụ các bác anh em hàng chuẩn loại một bốn dâu bốn hộp sóng lớn hai tụ lớn và hàng được bảo hành một năm một một trong vòng sáu mươi ngày cho các bác anh em yên tâm sử dụng và anh em có nhu cầu thì các bác liên hệ trực tiếp qua cho bên em với số điện thoại mà em để ở dưới phần tiêu đề cho các anh em luôn nhé và anh em có nhu cầu nâng cấp thì bên em vẫn có nhận thú cũ đổi mới cho mọi người và anh em đang xem video thì đừng quên ủng hộ xem nút like và đăng ký kênh.